Chiều ngày 16 tháng 1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Liễn tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2024-2029 tới sự có đồng chí Phạm Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, đồng chí Phạm Phương Anh, Phó Bí thư Quận đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên phường Phú Liễn đạt nhiều kết quả tích cực. Hội phát động triển khai sâu rộng phong trào tôi yêu tổ quốc tôi, chương trình đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xây dựng hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh đến cán bộ hội viên. Hội Liên hiệp Thanh niên phường chỉ đạo các chi hội tích cực đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên thanh niên trong 5 năm qua, hội đã tổ chức 68 buổi gia quân hưởng ứng thứ bảy tình nguyện ngày Chủ nhật xanh, dọn vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về môi trường, xóa 25.000 quảng cáo giao vặt trái quy định, chỉnh trang làm sạch cảnh quan cơ quan các xóm phố, duy trì 5 tuyến đường thanh niên tự quản. Hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên, tư vấn và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, giúp hội viên mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm, trong nhiệm kỳ, hội đã tư vấn hướng nghiệp cho 200 hội viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 95 hội viên thanh niên, hội đăng ký và đảm nhận 13 công trình thanh niên với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng tiêu biểu như công trình điểm không dân đọc tại trường trục cơ sở Bắc Hà và nhà văn hóa Quy Tức, hàng cây thanh niên tại tổ sân phố Đồng Tử 3, mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt chợ gỏ công, mô hình khu phố 4.0 tại tổ sân phố gỏ công 1, mô hình chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử đỉnh Quy Tức, đỉnh Đồng Tử, mô hình ứng dụng chuyển đổi số thông qua nền tảng mạng xã hội Zalo A. Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được các ủy ban hội đặc biệt quan tâm, được hội viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường đã vận động xã hội hóa từ đoàn viên thanh niên, các tổ chức cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn phường 197 xuất quà với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Trong 5 năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phù Liễn tổ chức kết nạp 190 hội viên mới, giới thiệu 155 hội viên ưu tú cho đoàn kết nạp, thành lập chi hội lớp mầm non độc lập Hoa Hướng Dương với 3 hội viên. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Liễn phấn đấu 100% cán bộ hội viên được tuyên truyền quán triệt học tập về các nghị quyết của Đảng, đoàn và hội, được học tập 6 bài học lý luận chính trị cho thanh niên, 100% đoàn viên thanh niên trong độ tuổi đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm. Hàng năm kết nạp 20 đến 35 thanh niên vào Hội Liên hiệp Thanh niên giới thiệu từ 5 đến 7 thanh niên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 1.500 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 thanh niên, đảm nhận từ 5 đến 10 công trình phần việc thanh niên, tham gia xây dựng nông thôn mới, thành lập và duy trì ít nhất 1 đến 2 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường khóa 5 gồm 11 anh chị, 100% đại biểu nhất trí hiệp thương cử chị Đào Thị Phương Thảo giữ chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường khóa 5 nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời hiệp thương cử 9 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Kiến An tặng giấy khen cho hai tập thể và hai cá nhân, Ủy ban nhân dân phường Phú Liễn tặng giấy khen cho hai tập thể và hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024.